Đây là câu hỏi tôi cứ đau đáu thưa quý vị. Lúc đầu cái vai này đáng lẽ it's supposed to be thầy Việt Anh. Tại vì thầy Việt Anh mà đóng cái vai này là tuyệt vời luôn. Nhưng mà nhà sản xuất CJ áp lực với Trấn Thành nói thế ông đóng cái gì? Ông là diễn viên của tôi, ông cũng được rất nhiều người đang chờ đợi cái vai diễn của ông đi, ông không đóng cái vai gì trong phim này hết hả? Thì cuối cùng mới là còn chú Út là cái người đáng để xuất hiện hơn là cái vai này, tại vì vai này Thành đóng vẫn được nhưng Thành không thể đóng vai chú Út được. Thì chỉ có chú Út là cái gương mặt của thầy Việt Anh, mọi người mới thấy được rằng là ít ra bên phe Mai còn có đồng minh. Cho nên là chúng ta phải ưu tiên cho cái gì đó hay hơn thì Thành vào vai thầy Việt Anh. Thưa anh, Thành nghĩ nếu ai đó nói là phim Thành chửi thề nhiều quá, là đôi khi người đó thật sự chưa xem phim một cách gọi là ý là không có ngồi thoải mái đi xem hay sao thì mới nói như vậy, chứ nếu chúng ta ngồi thoải mái mà chúng ta enjoy một bộ phim ấy thì sẽ không cảm thấy cái điều đó là chửi đâu. Tại vì quý vị đi ra ngoài đường đâu đó mình vẫn phải nghe những cái âm thanh đó mà, đúng không ạ? Nó không phải là chửi, nó là hơi thở của cuộc sống, đó là văn hóa của con người. Thành nghĩ là nếu một bộ phim chúng ta ngày xưa từng nói với nhau là trời ơi, phim Việt Nam không có thiệt gì hết trơn, giang hồ bỗng cho là chửi câu chửi thề nó sẽ không có giống giang hồ gì hết trơn. Thì mình đã từng có những cái loại cảm giác khó chịu, đó là khi mình cứ phải mỹ hóa một nhân vật mà nó hoàn toàn không có ngoài đời. Thì bây giờ khi Trấn Thành làm giống ngoài đời thì chúng ta lại có bảo rằng là đây là chữ thề. Thật ra chữ thề hay không, cái câu đó nếu nó mang tính tấn công người còn lại thì nó mới là câu chữ thề. Con chữ thề mà nó nằm trong một bộ phim, trong một ngữ cảnh đúng, mà nó mang đến cảm xúc và nó mang đến cái tính cách thật của nhân vật thì đó là điện ảnh. Đầu phim các chị có cười không? Có. Giữa phim các chị có cười không? Cuối phim cũng có đoạn cười mà, đúng không? Thì có nghĩa là cái nụ cười nó rải rác hết cả cái bộ phim đó, chứ nó có thiếu nụ cười đâu ạ. Nhưng mà nếu mình coi một bộ phim như Thành đã nói, là trong bao nhiêu năm Thành cũng nói là Tết mình đi xem phim, ngoài phim vui ra mình nên đi xem phim hay. Nếu mà cái phim đó nó về, nó có một cái câu chuyện, nó có một cái chủ đề, nó có một cái thông điệp để cả nhà về cùng bàn, thì sau cái buổi coi phim đó cả nhà về mình cùng bàn về cái phim đó, nó cũng là một cái sinh hoạt hay trong gia đình mà. Đặc biệt là cái giọt nước mắt Thành tạo ra trong một bộ phim, nó không phải là giọt nước mắt của sự buồn đau hay là sự khổ lụy gì cả, nó là giọt nước mắt của hạnh phúc, và nó là giọt nước mắt của những nuối tiếc hay là những gì mà mình nhìn lại biết đâu có câu chuyện mình hay của bạn mình trong đó. Thì Thành nghĩ là những giọt nước mắt đó nó vẫn giá trị, nó là giọt nước mắt của hạnh phúc mà. Thành nghĩ là Tết thì mình đi vỗ về cảm xúc của nhau, tự nhiên lâu lâu mình đi xem phim mình thấy ô cái bên ba mẹ mình cũng có thể rơi lệ, mình cũng muốn được thấy những cái cảnh đó mà, đúng không ạ?